Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong, dẫn đầu. Bởi vậy, những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Trong tháng 9 khẳng định sẽ là thời điểm cực kỳ thành công của bạn, chắc chắn bạn sẽ nhận được những thành quả như ý. Về mặt kinh tế tốt, tuổi Bính Tý 1996 là người giỏi kiếm tiền nên không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì. Cứ tiếp tục làm việc, chăm chỉ, chịu khó thì trong tháng 9 âm lịch không những tiền đầy túi mà công danh sự nghiệp cũng phất lên như diều gặp gió. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để nắm được vận trình của mình trong tháng 9 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ Bính Tý sinh năm 1996 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Tuổi Bính Tý là những người thuộc mệnh thủy, trong cuộc sống họ chịu nhiều phen lao đao, vất vả. Tuổi thơ gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn nhưng tới trung vận, mọi sự sẽ dần thay đổi, giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ là những người có tài năng ngoại giao, linh hoạt trong xử lý mọi tình huống. Tuy nhiên trong các mối quan hệ bạn bè, họ lại hầu như không có bạn chí cốt bởi họ khó hòa hợp với bạn bè. Do đó, người sinh năm 1996 có thể có nhiều mối bạn làm ăn cùng chí lớn, nhưng về phương diện bạn bè, tâm giao thì hầu như không có. Khi hành động, những người này có phần bảo thủ, cứng nhắc, không dám đi ngược dòng chảy mà luôn thuận theo xu hướng. Đây cũng là điểm thể hiện khả năng tính toán và cơ trí, cảnh giác hơn người của họ, giúp vận thế của họ tuy không có nhiều nổi bật nhưng vẫn phát triển khá tốt. Tuy nhiên, quá cẩn trọng trong mọi chuyện khiến họ thà chịu cô đơn chứ không muốn mạo hiểm. Trong công việc, dù là cấp trên, đồng nghiệp hay cấp dưới đều có mối quan hệ khá tốt với người này. Họ có khả năng vận dụng mối quan hệ xã hội rất tốt, như thế mà công việc suôn sẻ và thuận lợi. Xem tử vi tháng canh tốt trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, người tuổi Bính Tý có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bạn đạt được bước thăng tiến như mong muốn. Do đó cần phải kiên trì với những gì mình cho là làm đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đặt ra. Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối phương để lại ấn tượng tốt, nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp canh Dương Kim nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ Bính Tý nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc, tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tuổi Bính Tý năm nay gặp phải sự kìm hãm từ hung tinh nên dễ bỏ lỡ cơ hội phát triển hay mở rộng sự nghiệp. Có thể là vì bạn thường xuyên lơ đãng, thiếu tập trung nên cơ hội đến thì không kịp nắm bắt. Nếu không chấn chỉnh tinh thần cho chính mình thì bạn khó đạt được sự thành công như mong đợi. Gia chủ cần chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh nhiều hơn, đừng làm mọi thứ quá cứng nhắc, bảo thủ. Việc học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước là vô cùng quan trọng, đừng bao giờ tỏ ra e ngại. Con giáp này còn phải có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cạm bẫy khắp nơi nơi, khiến cho những người Bính Tý đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực bi quan sẽ khiến cho Bính Tý dễ mất đi quyết tâm của mình, có thể một bước vấp ngã là chẳng thể đứng dậy được. Cần tự xúc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Sự tính toán nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Gia chủ nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ, có vậy thì cuộc sống của bạn mới dễ thở, mới đón được thêm nhiều điều may mắn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Gia Cát được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, trong tháng 9 âm lịch này, các gia chủ Bính Tý sẽ gặp những khó khăn trong chuyện kiếm tiền, tiểu nhân vượng, bản mệnh có thể bị những kẻ xấu bụng bày mưu, tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Người làm đầu tư kinh doanh có một năm khá vất vả nếu muốn kiếm ra tiền, tuy nhiên số tiền ấy cũng không phải là quá dư giả. Bạn cần phải chủ động cạnh tranh với người khác nếu muốn chiếm ưu thế trong thị trường. Nếu chăm chỉ làm thêm các công việc tay trái, bạn vẫn có thể kiếm được một nguồn thu phụ, dù không quá dồi dào nhưng vẫn đủ để giúp cải thiện cuộc sống.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Về cơ bản, người sinh năm 1966 không phải vấn đề quá lớn về sức khỏe trong tháng này. Tuy nhiên, nếu người lao động chân tay thì nên đảm bảo các nguyên tắc an toàn khi làm việc, tránh sơ sẩy để bị thương hay gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy chú ý chế độ ăn uống, tránh đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, cũng như có thời gian làm việc, nghỉ ngơi điều độ và vận động hợp lý để cơ thể luôn ở trạng thái sung sức nhất, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp. Các gia chủ Bình Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ Bình Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ một vài đối tượng khác giới. Trước mắt bạn hãy mở lòng để kéo gần khoảng cách với mọi người. Nên nhớ chỗ vội vàng đi tới quyết định đến với ai chỉ vì cho rằng mình đã khá lớn tuổi. Hôn nhân là chuyện cả đời, nếu bạn quá vội vã thì có thể tương lai mọi chuyện sẽ không được tốt đẹp như ý muốn. Người đã có gia đình được sống trong những ngày tháng yên bình, vợ chồng dần thấu hiểu nhau hơn, giảm bớt được những mâu thuẫn không đáng có. Tuổi Bính Tý cũng luôn coi những người thân yêu nhất của mình là động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hòa Cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Bính Tý trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 9, tức ngày 26 tháng 9 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 9, tức ngày 8 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 9, tức ngày 20 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi mệnh chủ tuổi Bính Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Tý trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 9, tức ngày 3 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 9, tức ngày 15 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây là 2 ngày cắt lành trong tháng để gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, cộng ngày tháng, năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Bính Tý trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.